Ngày 17 tháng 6, Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị tổ chức tại trụ sở Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến với thành phố Thủ Đức 21 quận huyện. Để chuẩn bị cho một nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt chất lượng và hiệu quả, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu, cho các ban của Hội đồng nhân dân có những buổi chuyên sâu về kỹ năng thẩm tra giám sát. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cũng lưu ý, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân cần có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình hành động đã hứa trước cử tri. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tặng bằng khen cho 120 tập thể, 264 tổ bầu cử và 345 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng 17 tháng 6, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Theo đó, đồng chí đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho đồng chí Vũ Anh Khoa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10. Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí Vũ Anh Khoa tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cóp, nhiệm kỳ 2020-2025. Gần 1 triệu liều vaccine COVID-19 đã hỏa tốc từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN207 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cất cánh lúc 7 giờ sáng nay. Đây là những lô vaccine mà Nhật Bản đã công bố hỗ trợ cho Việt Nam. Sau khi vaccine từ Nhật Bản đến Hà Nội vào 22 giờ ngày 16 tháng 6, các nhân viên hàng không làm việc liên tục đảm bảo vaccine lên máy bay ngay trong chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên của ngày 17 tháng 6. Vaccine được Vietnam Airlines vận chuyển miễn toàn bộ cước phí. Trong suốt hành trình, vaccine được lưu trữ trong thùng container lạnh chuyên dụng. Cứ mỗi vài tiếng, nhân viên hàng hóa sẽ kiểm tra chụp hình để theo dõi thường xuyên nhiệt độ của container. Các thùng vaccine đều được lưu trữ tại khu vực bảo quản hàng hóa đặc biệt với quy trình phục vụ đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Hiệp hội Vận tải Hàng không Thế giới. Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19 vừa có buổi làm việc cùng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch và công tác chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng 800.000 liều vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đối với kế hoạch tiêm chủng 800.000 liều được phân bổ trong đợt thứ tư, ngoài các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng như người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giáo viên, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, người trên 65 tuổi, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất với số lượng khoảng 1 triệu người. Về việc tiêm chủng, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức các điểm tiêm chủng trong cộng đồng, bao gồm các điểm tiêm chủng tại trung tâm y tế, trạm y tế, các điểm tiêm lưu động với khoảng 1.000 điểm tiêm mỗi ngày. Tại mỗi điểm có thể thực hiện tiêm chủng cho 200 người một ngày, tổng công suất đạt mức 200.000 người mỗi ngày. Sáng 17 tháng 6, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện Trưng Vương đang tạm thời chuyển đổi công năng để trở thành bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 có các bệnh lý đi kèm, cần được can thiệp điều trị chuyên sâu. Đây là bệnh viện thứ 7 được chuyển đổi công năng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế khi số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng trong thời gian gần đây. 7 bệnh viện điều trị COVID-19 gồm có Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương, Bệnh viện điều trị COVID-19 Phạm Ngọc Thạch, Đơn vị điều trị COVID-19 trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố và Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Từ hôm nay 17 tháng 6, sóng áp thấp nóng phát triển mạnh nên cường độ nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung gay gắt hơn hôm qua. Dự báo mức nhiệt phổ biến sẽ là 36 đến 38 độ C. Ngày mai 18 tháng 6, nhiều nơi sẽ có nhiệt độ 40 độ C, nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Độ ẩm chỉ còn 40 đến 54%, trời nóng như trang. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C sẽ diễn ra từ 10 giờ đến tận 19 giờ.
Theo cơ quan dự báo thời tiết của Việt Nam, đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21 tháng 6, ở Trung Bộ có khả năng kéo dài hơn. Nắng nóng còn xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ nửa cuối tháng 6 đến tháng 8 năm 2021, trong đó nửa cuối tháng 6 và đầu tháng 7 có nắng nóng gay gắt. Ngày 17 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thường kỳ để cung cấp một số thông tin về một số nội dung báo chí phản ánh trên địa bàn trong thời gian qua. Liên quan đến việc người Trung Quốc đang làm việc chui tại dự án điện gió trên địa bàn huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông, Đại tá Hồ Quang Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cho đến thời điểm hiện nay có 112 người nước ngoài đang làm việc tại các dự án điện gió này. Tất cả những người nước ngoài này đều được cấp hộ chiếu. Tất cả các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cấp theo quy định. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Công Tự, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, đến thời điểm hiện tại có 111 người nước ngoài đang làm việc tại các dự án điện gió huyện Đắk Sông chưa có giấy phép lao động theo đúng quy định. Đơn vị đã làm việc với đại diện chủ dự án và yêu cầu đơn vị này thực hiện toàn bộ hồ sơ thủ tục cho người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn, cam kết hoàn thành trước ngày 21 tháng 6. Giải vô địch châu Á năm nay tổ chức tại Lebanon từ ngày 16 đến 18 tháng 6 và thành tích huy chương bạc của tuyển Taekwondo Việt Nam thuộc về nữ tuyển thủ Trần Thị Ánh Tuyết tại hạng dưới 57 kg nữ. Để giành vé vào chung kết, Ánh Tuyết lần lượt vượt qua vận động viên của chủ nhà Lebanon tại tứ kết, sau đó vượt qua Chen Chuchan của Đài Loan Trung Quốc với tỷ số 5-4 ở bán kết. Trận chung kết thi đấu trong ngày 17 tháng 6 theo giờ địa phương và Ánh Tuyết thua Kim Soo-jin Hàn Quốc với tỷ số 11-28, chấp nhận xếp hạng nhì chung cuộc. Sau giải vô địch châu Á 2021, các tuyển thủ không về Việt Nam mà tiếp tục tập huấn, sau đó di chuyển tới Nhật Bản thi đấu Olympic Tokyo 2020, nơi chúng ta có một suất chính thức của võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền.